Cuối giờ chiều nay ngày 14 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các sở ngành quận huyện. Hôm nay, Đà Nẵng ghi nhận 1.235 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.084 ca chưa cách ly, có 6.064 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh. Hiện các địa phương đang cách ly điều trị cho 42.810 trường hợp F0 tại nhà. Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, trong tuần qua, số ca mắc có xu hướng giảm, số ca tử vong cũng giảm. Đồng thời dự kiến cho biết đỉnh dịch đã đi qua, đây là tín hiệu đáng mừng cho thành phố. Song theo nghiên cứu với những người mắc biến thể Delta có thể mắc tiếp biến thể Omicron nếu người có kháng thể yếu. Bên cạnh đó, ngày mai mở cửa hoàn toàn du lịch, nguy cơ vẫn rình rập. Vì vậy, khuyến cáo người dân không nên chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đề nghị Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố tiếp tục theo dõi tình hình dịch COVID-19. Sở Y tế kiểm tra, đánh giá chính xác về đỉnh dịch COVID-19 ở thành phố ở thời điểm nào và dự kiến đỉnh dịch trong thời gian tới để có báo cáo gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố sớm nhất, đưa ra những giải pháp trong công tác phòng chống dịch. Đối với Sở Du lịch thành phố, ngày mai ngày 15 tháng 3 chuẩn bị cho việc đón khách quốc tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị. Các thủ tục về nhập cảnh, rồi các thủ tục về cách ly, rồi phương án phòng chống dịch thì đề nghị là các ngành mà ngành nào chưa có ý kiến đóng góp cho Sở Du lịch thì phải sớm gửi cho Sở Du lịch. Còn lại Sở Du lịch thì chuẩn bị hết tất cả khi có cái hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như là các cái bộ liên quan thì ráp ngay và có cái tham mưu kịp thời cho ban chỉ đạo để mà triển khai cho nó kịp thời khi mà đón khách. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đảm bảo kịp thời các kế hoạch hỗ trợ về COVID-19, đặc biệt chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ trường hợp khó khăn vì dịch COVID-19. Đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo có đánh giá, đề xuất về tình hình đi học trực tiếp và đảm bảo chương trình cho các cấp học. Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến cũng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người dân.